Hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa ở bản tin buổi tối ngày hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2021. Thì hôm nay chính thức ở bên PPP họ đã gửi hôm trước thì Vanessa cũng đã đăng ký cái email ở trên cái phần lender của Bluevine đó quý vị. Thì những cái tiểu những cái lender khác thì chắc họ cũng sẽ gửi đó. Thì hôm nay em cũng đã nhận được cái email của họ. Họ đã gửi vào cái tin nhắn của Vanessa và họ yêu cầu là nếu như bạn có muốn vay trong cái chương trình vay của PPP mà được xóa nợ 100% cái số lượng tiền vay là dưới 150.000 á thì quý vị hãy apply hôm nay đó. Thì chính thức họ đã có cái đơn đấy, và cái đơn đấy thì phải điền như thế nào thì có lẽ là Vanessa sẽ chờ ngày mai ngày mốt đó, em có thời gian thì em sẽ chia sẻ với quý vị. Vì trên thực tế thì Vanessa cũng đã chia sẻ cái phần điền đơn của trong những cái chương trình vay đó từ cái đợt đợt 1 á, thì em vẫn còn cái video đấy. Thì nếu như mà Vanessa làm được thì em sẽ làm mới, còn không thì Vanessa sẽ để cái video cũ của đợt đó vào đây cho quý vị xem, tại vì nó không có cái gì khác mấy đâu quý vị. Thì hôm nay cái video này Vanessa muốn nói đến là Vanessa sẽ để thứ nhất là cái đường link để chúng ta tự check xem chúng ta có phải ở cái vùng income thấp hay không thì chúng ta mới đủ điều kiện điền đơn để xin này. Và thứ hai là cái phần cả cái phần đơn EIDL loan á thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì và ngày bao nhiêu thì họ bắt đầu chúng ta cho chúng ta điền đơn. Thế còn lại cái PPP này thì có hai cái đơn, thì cái đơn này là đơn của những ai mà xin lần đầu này quý vị này, thì chúng ta sẽ dùng cái đơn này. Em sẽ ghi rõ vào là đơn của người xin lần đầu quý vị nha, sẽ để hai cái link này vào trong và sẽ đưa cho quý vị xem. Còn cái đơn này là đơn dành cho những người mà đã lần một xin rồi và đây là lần thứ hai mà họ xin họ vay á quý vị. Thì chúng ta cũng điền vào cái sole proprietor này thôi, thì tại vì là như hôm trước Vanessa đã hướng dẫn rồi đó, thì em vẫn hướng dẫn theo cái mẫu này để cho nó dễ hiểu nha. Tại vì bây giờ làm sang cái mẫu khác không, thì nếu mà chúng ta là independent contractor thì chúng ta ghi vào đây, hoặc là self employed thì chúng ta ghi vào đây, còn mình là sole proprietor thì mình ghi vào đây, chủ tiệm mà cũng không một mình luôn và cũng là chủ và cũng là nhân viên luôn. Thì Vanessa điền vào cái phần đầu tiên này đó, thì em tích vào đây, quý vị nhìn cái đơn này nha. Sau đó thì tên này, thì mình tên là gì thì mình ghi vào tên chủ của tiệm, mình cứ lấy tên của mình đứng trong cái hồ sơ thì mình ghi tên của mình vào. Còn nếu ai là form 199 cá nhân, quý vị cũng ghi tên quý vị vào như bình thường thôi. Còn cái nail, cái NAICS code đó, thì đây quý vị làm nail thì nó sẽ có cái mã code của nail. Cái mã code của nail là cái mã code 812133 này. Còn mã code của nhà hàng thì quý vị nào làm mã code của nhà hàng thì quý vị ghi cái mã code của nhà hàng vào. Đó thì đây bên này thì em có cái mã code của chủ nail sang đây này. Thì quý vị nào nhà hàng thì quý vị điền code của nhà hàng vào. Thì những người nào tại sao lại dùng cái code này để làm gì? Để chúng ta được nhân với cái ai mà có cái đầu mã code theo như trong cái chương trình họ ghi đây này quý vị này, mã code NAICS là đầu application 72 á, là cái là sẽ equal, là có nghĩa là sẽ được nhân với cái số tiền là 3.5 đó. Còn lại chúng ta form 199 bình thường thì chúng ta chỉ được nhân với 2.5 thôi. Thì ví dụ như là 3.000 này nếu mà nhân với 2.5 thì không có được 10.500 tiền vay. Thì đây là trong cái trường hợp Vanessa chia ra là trả lương cho nhân viên bao nhiêu một tháng. Nếu như quý vị có bao nhiêu nhân viên một tháng trả bao nhiêu thì quý vị ghi trên một đầu người nhân viên, ví dụ trả cho nhân viên 3.000 một tháng chẳng hạn, thì quý vị ghi 3.000 ở đây. Và trong cái chỗ này là số bao nhiêu nhân viên thì quý vị ghi vào đây, 5 nhân viên, 6 nhân viên quý vị ghi vào đây. Còn nếu như chỉ có một mình chúng ta thì chúng ta lấy income của cả cái năm đó, thì chúng ta lấy chia cho 12 tháng. Sau khi chia cho 12 tháng được bao nhiêu rồi, ví dụ chia cho 12 tháng mà chúng ta vẫn cũng được 3.000 như thế này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lấy cái 3.000 này và nhân với 2.5 thì nó sẽ ra cái con số mà chúng ta được vay. Và chúng ta chỉ một mình chúng ta thôi, chúng ta ghi số 1 vào đây. Còn trường hợp mà 3.000 này mà chúng ta là chủ tiệm nhưng mà lại vừa là nhân viên luôn, vừa là chủ vừa là nhân viên, không có nhân viên nào khác ngoài mình ra, thì mình cũng ghi vào là một nhân viên và mình sẽ được nhân với 3.5 chẳng hạn, thì cái số tiền nó được vay lên những 10.500, nó hơn cái phần mà cá thể 199. Và những cái phần trả cho những cái tiện ích, rồi trả cho rent, mortgage, interest, payroll, trả lương, rồi trả lương cho chính bản thân chúng ta đó. Thì những ai mà không có nhân viên thì trả lương cho chính bản thân chúng ta, rồi những cái có những cái phần bảo hiểm cover damage này thì quý vị
có dùng thì quý vị cũng có thể ghi vào đây được. Thì đó là cái phần mà sử dụng cái tiền loan đấy để chia để trang trải cho những cái khoản gì. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ ghi cái first draw, có nghĩa là cái số mà mã số thì Vanessa ghi tạm tạm ra đây. Có nghĩa là cái mã số 10 số mà hôm trước 2 4 6 8 10. 10 số mà hôm trước quý vị vay của lần 1 á, tại vì cái đơn này là đang là cái đơn của người vay lần 2 quý vị nha. Của lần trước á thì quý vị ghi vào đây nha. Đó. Sau đó thì cái phần này là hôm trước cái đơn cũ nó chưa có, mà hôm nay cái đơn mới này nó mới có cái mục này này. Là cái mục so sánh income đó. Nếu mà income của cái năm 2020 chúng ta đang hiện tại bây giờ á, là cái quý, bất kể cái quý nào mà quý vị thấy nó mất income 25% trở lên thì quý vị hãy sử dụng cái con số đó vào đây. Thì ví dụ như là quý 2 chúng ta của năm 2020 chúng ta được 5.000, so sánh với cái quý 2 của năm 2019 là được 10.000 chẳng hạn, thì chúng ta giảm những 50% thì chúng ta thừa sức đủ điều kiện. Còn nếu như mà được 5.000, được 7.500 chẳng hạn, thì năm ngoái là được 10.000 thì là bị giảm đúng 25%, thì cứ từ 25% trở lên là sẽ đủ quý vị nha. Thì chúng ta sẽ đưa cái số tiền income của chúng ta trong các cái quý đấy để xem được bao nhiêu. Đây em lấy cái con số nhỏ như này cho nó chẵn để cho nó dễ, cho quý vị dễ hiểu. Đó là 25% trở lên thì chúng ta mới đủ điều kiện để vay. Đó, và bây giờ thì owner name thì chúng ta ghi vào này. À đây, còn cái đoạn trên này, cái chữ owner thì lần trước cái cũng giống như cái mẫu đơn của lần trước thôi. Owner chúng ta ghi vào rồi thì bao nhiêu phần trăm nếu chung đụng với ai. Còn đây một mình, đơn này một mình 100% thì mình ghi là 100% này. Và cái số của những người 10/9 thì chúng ta không có cái EIN, là cái số mã kinh doanh á, thì họ ghi vào đây. Còn nếu chúng ta không có cái số mã kinh doanh đó, chúng ta là đơn độc người 10/9 á, independent contractor, thì chúng ta ghi cái số mã số an sinh xã hội của chúng ta vào đây, địa chỉ nhà của chúng ta vào đây. Còn đâu ai là tiệm thì chúng ta sẽ ghi địa chỉ tiệm của chúng ta, địa chỉ tiệm của chúng ta ở đây, ở chỗ này. Còn dưới này chúng ta có thể ghi địa chỉ nhà vào đây. Đó, thì đây là cái mục mà hôm trước có 8 câu hỏi thì mục này cũng vậy thôi. Mục này cũng trả lời hết là no, chỉ có cái câu số 7 là trả lời yes, là có phải cái câu này giờ chuyển sang câu số 6 quý vị nha. Câu số 7 là no. Hôm nay nó lại thay đổi một chút này. Cái câu số 6 họ hỏi là có phải là những cái đơn mà quý vị người mà đang viết cái đơn này để apply này, và những cái người nhân viên lãnh lương trong cái đơn, trong cái business của quý vị, có phải là đang ở trong nước Mỹ hay không, thì chúng ta trả lời là yes. Còn ở bên ngoài nước Mỹ thì chắc là không được đâu hay như nào thì em không biết, nhưng mà chúng ta phải trả lời yes trong cái câu này. Còn lại là chúng ta có cái người đang làm đơn có hệ thống franchise, là cái nhà hàng theo chuỗi á, thì chúng ta không có thì chúng ta ghi không. Còn nếu chúng ta ghi có thì chúng ta ghi có. Và câu 8 họ hỏi cũng là cái phần nếu mà có thì chúng ta sẽ phải ghi cái mã code của franchise của cái tiệm khác vào đây nữa. Nếu mà chúng ta có cái franchise hệ thống nhà hàng ở Mỹ thì mình không có, mình ghi là không. Đó, thì thế thôi. Còn hai cái trên này là đánh cái chữ dấu đầu vào đây, tên chữ VV đầu tiên, tên đầu của mình á. Dưới này cũng vậy, tên đầu của mình gõ hết vào đây. Gõ hết vào cái dòng này, cái tên đầu của mình. Cái này thì giống hệt như hôm đầu thôi. Sau đó thì ghi toàn bộ cái tên họ của mình và ký ở đoạn trên này. Ký vào đây. Ngày tháng mình điền đơn này, và cái title của cái người điền đơn là gì. Mình là nhân viên thì mình ghi, mà mình là chủ thì mình ghi chủ. Mình là chủ, mình ghi chủ vào đây. Đó. Thì nó chỉ như vậy thôi quý vị. Và cái đơn của người lần 1, đây là của người lần 1 này, thì nó không có cái phần so sánh income. Còn lại nó cũng giống hệt hết đó quý vị, cũng như vậy luôn. Cũng điền y như cái tờ vừa rồi. Đây, cái câu này thì không phải là ở câu 6 mà nó ở câu 7 này. Đó, câu này thì còn những cái câu trên thì trả lời no hết. Chỉ có cái câu là hỏi quý vị người điền đơn có phải đang sống ở trong nước Mỹ hay không á, nhân viên của quý vị có phải đang ở nước Mỹ hay không, thì chúng ta điền có nếu mà đang ở nước Mỹ. Còn nếu không ở thì chúng ta phải điền không. Và hệ thống franchise nói chung đoạn này vẫn thế thôi, điền không hết. Chỉ có cái câu hỏi ở nước Mỹ hay không thì cái đơn này là câu số 7. Còn cái đơn second borrower kia thì lại là câu số 6. Đó, và cũng ký như thế này. Và lúc mà ký như thế này chúng ta cũng để ý là họ đã có những cái phần mục hứa là những cái điều mà chúng ta khai là sự thật nha. Còn nếu không họ sẽ áp dụng theo điều luật nọ luật kia này.
Nếu như không có đúng nha thì chúng ta sẽ bị phạt tiền rồi phải đi tù rồi thì hình phạt như nào họ cũng ghi vào đây. Chính vì vậy mà chúng ta hãy đọc kỹ những cái mục này để mà chúng ta hiểu thêm. Đó thì bây giờ lender chúng ta có thể làm online cũng được, mà chúng ta in ra ngoài chúng ta nộp cho cái lender của chúng ta, thì lender em cũng để luôn vào trong cái đường link đó để chúng cho quý vị tự kiểm tra tự chọn. Thế thì hôm nay Vanessa cũng chỉ chia sẻ đến đây thôi. Còn lại cái EIDL loan thì theo như thông tin nguồn thì họ nói là 17 ngày chủ nhật tuần tới này thì họ bắt đầu mở. Thì hôm đấy em sẽ check xem nếu chính thức họ mở thì em sẽ làm cái video thông báo luôn với quý vị nha. Và chúng ta cũng chuẩn bị vào cái đường link mà em để vào trong đây của EIDL loan, em sẽ ghi sẵn vào đây để tìm xem mình có ở cái vùng income thấp không thì mình mới đủ điều kiện để điền đơn để xin cái 1.000 cho đến 10.000 grand. Và lần này thì họ cũng đã nói là họ sẽ ưu tiên những ai mà lần trước chưa được, hoặc những ai mà lần trước được nhưng chưa được đến cái điểm tối đa là 10.000 thì họ sẽ ưu tiên được trước đó quý vị. Thì những ai mà có những ở trong nằm trong những cái list đó thì chúng ta cũng sẽ được ưu tiên trước. Và ngày 17 này thì Vanessa sẽ chia sẻ chi tiết cho quý vị là chưa khai thuế thì chúng ta phải cần như thế nào, và cái income từ lút từ 31% trở lên thì hồ sơ chuẩn bị ra sao. Thì hôm trước em đã làm cái video rồi nhưng mà hôm nay họ bắt đầu mở thì em sẽ làm cái video hướng dẫn để điền đơn luôn cho quý vị và sẽ nói chi tiết hơn cho quý vị. Rồi thì hôm nay Vanessa cũng chia sẻ chủ yếu là hai cái đơn thay đổi của PPP họ đã thay đổi thì cho chúng ta cái đơn mẫu này để chúng ta điền vào, chúng ta hôm nay chúng ta gửi cho lender là họ đã mở trong chính thức rồi, họ đã gửi email thông báo cho Vanessa trong ngày hôm nay luôn rồi là họ đã chính thức mở để cho chúng ta nhận apply rồi. Thì chúng ta hãy điền để nhận được những cái khoản vay xóa nợ 100% quý vị nha, xóa nợ 100% nếu như hồ sơ vay của chúng ta từ 150.000 trở xuống, nên là chúng ta yên tâm chúng ta sẽ không có phải trả trong cái khoản này. Và sau này chúng ta khai thuế cái tiền này thì họ cũng không có trừ thuế trên những cái khoản tiền này đâu quý vị nha, nên chúng ta yên tâm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và rất mong quý vị like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho Vanessa cũng như để nhận những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye.